Kính thưa quý vị và các bạn, tham gia hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức với chủ đề Phụ nữ Việt Nam khỏe đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiến huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xin được gửi tới các quý vị và các bạn tiết mục dân vũ trên nền nhạc hai ca khúc Sinh tươi Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và Việt Nam những chuyến đi sáng tác nhạc sĩ Bích Kim Nhung. Tham gia biểu diễn câu lạc bộ dân vũ Tiên Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiến huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Với tiết mục dân vũ Sinh tươi Việt Nam đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiến thổi hồn trong từng động tác, hình ảnh cô gái Việt Nam yêu đời, yêu người, yêu đất nước, tự tin bước trên miền đất mới để hòa nhập với thế giới mình thể hiện trong ca khúc. Và một thông điệp, hãy trải nghiệm, hãy sống mãnh liệt với đam mê để không bao giờ phải hối tiếc được gửi đến của chúng ta qua tiết mục Việt Nam những chuyến đi. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Trên phố đông tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa, em mỉm cười xinh tươi. Ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em, lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Gửi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, trao dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trao cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa, em mỉm cười xinh tươi. Ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em, lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Gửi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Trên môi cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, trao dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trao cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xa đông vui
tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách đã lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian xa. Kia có em miền Trung du trên núi cao, đôi mắt hay không nào.